Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình có đọc được một cái thông tin rằng là có một bạn KOL, bạn ấy rất là có ảnh hưởng ở trong cộng đồng, không chỉ riêng cộng đồng trading mà là cả một cộng đồng đầu tư. Cộng đồng những người theo dõi bạn ấy thì khá là lớn và bạn ấy có đưa ra một cái quan điểm rằng là trading thì không tạo ra giá trị. Có nghĩa là gần như là bạn ấy phủ nhận hoàn toàn cái việc trading và cho rằng là nó sẽ không tốt cho xã hội, không tốt cho những người tham gia. Và sau khi nghe cái ý kiến đấy của bạn ấy thì mình cũng muốn chia sẻ một chút cái quan điểm của mình. Thì các chị biết rồi là để mà có thể nói rằng là một cái nghề nào đó nó có tạo ra được giá trị cho xã hội hay không, nó có ích cho xã hội hay không, thì không phải lúc nào chúng ta cũng có những cái ý kiến đồng thuận. Và đặc biệt với những cái nghề mà dính dáng trực tiếp đến cái việc là số tiền trong tài khoản lên xuống thì chúng ta dễ bị đánh đồng với cái việc là đánh bạc. Thế thì ở đây hôm nay mình muốn đưa ra một cái quan điểm, một cái góc nhìn ở dưới nhiều cái cơ sở và nhiều cái tiêu chuẩn khác nhau để có thể chúng ta có một góc nhìn khác và soi xét lại xem là cái việc trading nó có tạo ra giá trị cho xã hội hay không. Đầu tiên là chúng ta phải xét về nguồn gốc của ngành nghề. Như chúng ta biết rồi, từ xưa đến nay thì thị trường tài chính nó vẫn luôn tồn tại. Từ mấy trăm năm trước, ở một dạng sơ khai nhất thì chỉ có việc trao đổi mua bán với nhau. Đầu tiên là đổi hàng lấy hàng, đúng không ạ? Đổi hàng này sang một loại hàng hóa khác. Tất nhiên là nó có tỷ lệ. Sau đó dần dần là đến là có tiền là trung gian trao đổi. Vàng là trung gian trao đổi. Vàng đóng vai trò là tiền hay bạc hay là các loại tiền tệ khác. Tất nhiên ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh đến là nó đã có trung gian trao đổi. Sau đó là gì ạ? Sau đó bắt đầu hình thành đến cái phần đó là những cái tổ chức liên kết như là các công ty cổ phần, đúng không ạ? Sau đó là các liên doanh. Thế thì ở đây chúng ta thấy được là theo lịch sử thì nó cứ phát triển dần lên như thế. Dần dần chúng ta bắt đầu có thị trường future, thị trường tương lai, thị trường kỳ hạn. Thì lúc mà phát sinh ra cái thị trường kỳ hạn thì gần như là nó là một bước ngoặt đối với lại kinh tế thế giới, đúng không anh chị và các bạn? Đặc biệt là sau khi xuất hiện những cái sàn giao dịch, đầu tiên là những sàn giao dịch về hàng hóa, đến bây giờ những sàn giao dịch về hàng hóa vẫn đang rất là mạnh, như là sàn NYMEX, đúng không? Sàn LME hay là Topcom. Những anh chị nào mà đầu tư thì chắc chắn là chúng ta không lạ gì những cái sàn giao dịch đấy nữa, đúng không? Rồi, đấy là với lĩnh vực hàng hóa. Thế thì với lĩnh vực tiền tệ, chúng ta cũng thấy được là theo dòng chảy của tự nhiên thì với lĩnh vực tiền tệ là cái thị trường mà chúng ta biết là tính thanh khoản nó lớn nhất. Thị trường Forex, thị trường ngoại hối, nó gần như không thể là sụp đổ được. Lý do tại sao? Là bởi vì nó hình thành dựa trên cơ sở là có sự giao thương giữa các quốc gia trên thế giới, nên cần phải có một cái tỷ lệ quy đổi từ đồng tiền của quốc gia này sang đồng tiền của quốc gia khác. Để làm sao ạ? Để nó có một cái quy tắc nhất định trong khi trao đổi hàng hóa giao thương với nhau, đúng không ạ? Thực tế ra thì nếu xét đúng ra, có rất nhiều nhà mình gọi là bảo thủ truyền thống thì họ thấy rằng là thị trường phái sinh, thị trường kỳ hạn nó không tốt. Nó gần như là nó gây tác động đến cái gọi là cái tính truyền thống của cái việc là buôn bán trao đổi giao thương với nhau. Vì từ thị trường phái sinh, từ thị trường kỳ hạn, nó có nhiều cái hành động mà nó có thể tác động đến cái tính công bằng của thị trường. Và chính vì như thế là họ không công nhận, họ không muốn là cái thị trường phái sinh hay là thị trường tương lai nó phát triển. Thế nhưng mà nói gì thì nói, có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đến bây giờ là thị trường kỳ hạn nó cũng đã phát triển rồi, thị trường phái sinh cũng đã phát triển rồi.
Và càng ngày chúng ta thấy được là xã hội tiến lên cái vai trò là công nghệ gần như nó đứng đầu, đúng không ạ? Ngay cả trong các giao dịch tài chính bây giờ, kể cả chứng khoán hay hàng hóa, thì chúng ta cũng không cần phải như ngày xưa là chúng ta phải đi lên sàn giao dịch mở hợp đồng, ký tá giấy tờ bằng tay. Tất cả bây giờ nó là công nghệ là online hết. Bạn có thể ngồi ở Việt Nam, bạn có thể giao dịch các loại hàng hóa ở trên sàn London là chuyện hết sức bình thường. Cũng như vậy thôi, thị trường tiền tệ cũng vậy thôi. Thế thì nó sinh ra với mục đích không phải là gì? Không phải là cho chúng ta trading ban đầu. Nhưng khi nó đã sinh ra rồi thì có rất nhiều hình thức kinh doanh, hình thức có thể tạo ra được cái lợi nhuận bắt đầu nảy sinh ra theo. Ví dụ như chúng ta thấy được là có cái nghề làm gì ạ? Làm môi giới, đúng không ạ? Bắt đầu lên ngôi này. Nghề môi giới bắt đầu lên ngôi. Những người làm môi giới thì chắc chắn là họ phải có gì? Họ phải có khách hàng. Và những người làm môi giới thì cái nguồn thu nhập họ từ đâu ạ? Từ nguồn phí, từ commission mà khách hàng giao dịch ra. Vậy thì cái việc mà đến như bây giờ, cái việc trading ấy, thì nó hoàn toàn là gì? Nó hoàn toàn nó chỉ là cái hệ quả tất yếu phải có của một quá trình phát triển của kinh tế thế giới. Nó gần như là hệ quả tất yếu phải có. Thế thì bây giờ dù là nó tốt hay không tốt, thì rõ ràng là nó đã xuất hiện rồi. Và chúng ta tốt nhất là nếu như với mỗi một cá nhân, với quan điểm của chúng ta, thì chỉ có thể chấp nhận, sự thật là nó đã xuất hiện. Còn có tham gia vào hay không, đấy là do mỗi cá nhân chúng ta. Nếu như mà chúng ta cho rằng là chúng ta không chấp nhận điều đó và chúng ta muốn là cái thị trường này không còn tồn tại, để những cái hoạt động trading hàng ngày, hàng giờ nó không còn tồn tại nữa, vì có thể là chúng ta thấy quá nhiều cái hệ lụy xã hội là rất nhiều người mất tiền rồi, thì thực tế ra là cái mong muốn đấy mình thấy nó không được. Bởi vì sao? Bởi vì không có khả năng để thay đổi được lịch sử, không có khả năng để tác động đến một cái tổ chức tài chính lớn hay là những cái chính trị gia đứng đầu những cái quốc gia lớn, trừ phi họ đồng thuận, họ đều mong muốn rằng là thị trường này không còn, để cho hoạt động trading không còn, thì có thể có sự đồng thuận trên toàn thế giới thì ok được. Nhưng nếu chỉ là một cá nhân, chỉ vì chúng ta thấy rằng là có quá nhiều cái hệ lụy xã hội đã xảy ra mà chúng ta cho rằng nó không tốt, chúng ta mong muốn là nó không còn, thì mình thấy nó hơi cực đoan. Đấy là với ý kiến cá nhân của mình nha. Đấy là xét về cái góc độ về ngành nghề. Tức là chúng ta thay vì là không chấp nhận nó thì chúng ta chỉ có thể chọn lựa chọn là không tham gia. Còn việc bạn có ý kiến rằng là nó không tốt, thế này thế kia, ok, mình đồng ý, không có vấn đề gì cả. Đấy là ý kiến của mỗi cá nhân. Nhưng với ý kiến của mình, và mình thấy là cũng khả năng là cũng ý kiến của rất nhiều người khác giống mình, đặc biệt là những bạn cũng đang trading giống mình, thì rằng là chúng ta thấy nghề này cũng có thể tồn tại và phát triển được. Chỉ có điều là nó khó hơn các nghề khác, nó đặc thù hơn các nghề khác, nên nó đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái thời gian trải nghiệm đủ lớn. Hai nữa là chúng ta cũng cần phải hoạt động trí não, nó cường độ nó cao hơn lại một số các ngành nghề thông thường, và chấp nhận là nó không phải là nghề của đám đông, không phải ai cũng có thể phù hợp với cái nghề này. Vậy thì cũng giống các nghề khác thôi. Giống như bạn, khi bạn lớn lên, bạn đi học, bạn ra trường, bạn đi làm, chưa chắc bạn đã làm được đúng cái ngành mà bạn học, mà có thể bạn sẽ phù hợp với một ngành khác. Có thể bạn cũng sẽ phải lựa chọn giữa các ngành, chạy qua chạy lại với nhau, rồi cuối cùng là bạn mới tìm thấy được một công việc mà bạn yêu thích. Thậm chí có những người cho đến cuối đời vẫn không tìm được một công việc mà họ yêu thích mà họ vẫn phải làm, đúng không? Vì sao? Vì mưu sinh. Họ vẫn làm thôi. Thì rõ ràng đây là cái nghề trading này cũng hoàn toàn giống các nghề khác. Trading thì sao? Chúng ta có thể trading ở trên thị trường chứng khoán, trading ở trên thị trường phái sinh hay thị trường hàng hóa, và cả như ở nước ngoài thì thị trường Forex là thị trường hết sức bình thường. Cái nghề mà trading trên thị trường Forex ở nước ngoài thì người ta coi giống như một nghề, nó cũng không quá nói cái gì là hơi thần thánh một chút giống như ở Việt Nam. Thực ra nó như một nghề bình thường thôi, có gì đâu mà một số bạn lại có cái nhìn hơi tiêu cực như vậy. Đấy là góc độ về nghề.
Một góc độ thứ hai nữa mình muốn chia sẻ, đó chính là cái góc độ về việc tạo giá trị. Ở đây cái ý kiến của bạn KOL kia, bạn nói rằng là trading không tạo ra giá trị. Không tạo ra giá trị. Thứ nhất là không tạo ra giá trị cho xã hội. Tức là chỉ có giống như đặt cược kiếm tiền, của người này được thì người khác mất. Người này được thì người khác mất. Thì góc nhìn này nó không sai đối với bản chất của nghề. Nó không sai. Nhưng để bảo nó đúng hẳn thì mình thấy nó cũng không đúng. Thứ nhất, vì sao? Là bởi vì cái việc tạo giá trị ra cho xã hội hay không ấy, thì nó không phải phụ thuộc vào cái ngành, cái nghề. Cái ngành nghề này đã được công nhận và đã hình thành mấy trăm năm nay. Thì có nghĩa là những người đứng đầu, những người sơ khai, bắt đầu từ sơ khai cho đến những người vận hành bây giờ, thì là họ có lý do thì cái nghề này nó mới được tồn tại. Thị trường nó mới được tồn tại và nó giữ cho cái nghề này có môi trường để phát triển, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở cái việc tạo giá trị thì ở đây mình thấy như thế này. Để chúng ta có thể tạo giá trị cho xã hội, tạo giá trị tốt cho xã hội, thì mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình đầu tiên cần phải tạo được giá trị cho chính bản thân chúng ta, bản thân gia đình. Đó, mỗi một cá nhân đầu tiên là phải làm được như vậy đã. Việc mà chúng ta tạo ra được giá trị cho bản thân và gia đình, hay nói cụ thể hơn ở đây là chúng ta có thể tạo ra được thu nhập cho chúng ta, tạo ra được thu nhập chúng ta bất kể bằng cái ngành nghề nào, miễn là nó hợp pháp, nó không không phạm pháp, thì chúng ta tạo ra được thu nhập cho bản thân và gia đình, có nghĩa là chúng ta đã đóng góp vào GDP quốc gia rồi. Đấy là đã tạo ra được giá trị cho xã hội rồi. Vì sao ạ? Vì chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ tiêu dùng, đúng không? Chúng ta sẽ tiêu dùng, tức là dòng tiền từ chúng ta tạo ra, chúng ta sẽ tạo ra giá trị về vật chất cho chúng ta sử dụng. Đồng thời cái dòng tiền của chúng ta cũng lưu thông trong xã hội. Cách mà chúng ta chi tiêu chính là thu nhập của những người cung cấp dịch vụ đó cho chúng ta. Như vậy ở đây là chúng ta đã tạo được giá trị cho xã hội rồi. Vậy quay trở lại với cái nghề trading, dù bạn trading trên thị trường nào, nếu như bạn tạo được thu nhập cho bản thân và gia đình, có nghĩa là bạn vẫn đang tạo ra giá trị. Chỉ sợ rằng bạn không tạo ra được thu nhập cho bản thân và gia đình thôi. Thì về cái nhìn mà bề mặt nhất thì chúng ta thấy được là cái nghề trading này ấy, là cái nghề mà rất nhiều người không tạo ra được thu nhập khi thời gian đầu mới tham gia. Chúng ta có một cái thống kê là 95% thua lỗ. Thì mình thấy cái thống kê này nó đúng, nhưng là đúng với những người mới tham gia. Sau khi họ thua lỗ thì một lượng lớn rời đi, họ thấy không phù hợp, ok, xong. Nhưng những người ở lại được, họ vẫn tiếp tục mày mò và phát triển, thì cuối cùng là họ tạo ra được cái thu nhập đối với chính bản thân họ từ cái nghề trading này. Như vậy họ vẫn tạo ra giá trị đó chứ, nó có khác gì đâu. Cũng giống như là so sánh với một nghề khác, giả sử như bản thân mình bắt đầu với nghề kinh doanh một cái mặt hàng nào đó, ok, về theo như cái bạn KOL đó nói thì là như vậy là mình cũng đang tạo ra giá trị cho xã hội rồi. Nhưng thực tế cuối cùng mình lại kinh doanh thua lỗ, mình phá sản, thậm chí mình ôm nợ và mình kéo theo rất nhiều người là cho mình vay tiền, ủng hộ cho mình, họ cũng bị mất tiền theo. Như vậy mình đâu có tạo ra giá trị đâu các bạn, mặc dù cái ngành nghề chúng ta được công nhận là nó tạo ra giá trị, đúng không ạ? Như vậy ở đây câu chuyện là tạo ra giá trị hay không thì nó nằm ở chính bản thân mỗi người. Nếu bạn tạo ra được thu nhập cho chính bản thân bạn và gia đình thì chính là bạn đang tạo ra giá trị cho xã hội rồi. Gia đình bạn không phải nhận trợ cấp xã hội, không phải là cái nơi mà gọi là chính quyền địa phương hay là một cái tổ chức xã hội nào đó phải đặc biệt quan tâm, phải cung cấp thức ăn, tiền bạc hàng ngày, phải nuôi giống như là ở trong trại, gọi là cái trại như thế nào nhỉ? Giống như trong trại tị nạn là chúng ta chỉ không làm gì cả mà chỉ đợi người ta mang thức ăn đến cho chúng ta. Như thế thì không tạo ra giá trị. Nhưng ở đây chúng ta đâu vậy đâu, đúng không? Ở trong cái nghề trading này, nếu như chúng ta tạo ra được thu nhập cho bản thân và gia đình thì chúng ta đã tạo ra giá trị rồi. Và thậm chí là tạo ra giá trị lớn, bởi vì các bạn biết được là có những người kiếm được nhiều tiền thì họ tiêu dùng càng nhiều, họ càng đóng góp nhiều vào cái GDP của quốc gia, đúng không? Thì xét đến cái vấn đề như thế này thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái việc tạo ra giá trị nó không phải ở ngành nghề, nó ở con người.
bất kể ngành nghề nào cũng vậy thôi, nó nằm ở con người. Và mình chỉ muốn đưa ra cái quan điểm này để cho mọi người, nếu ai mà có nghe được cái quan điểm của bạn KOL kia cho đến nghe được cái quan điểm của mình, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khách quan hơn về nghề, nghề trading. Và thực sự mình vẫn muốn nói rằng là cái nghề trading là nghề khó. Nếu như những ai mới thì mình khuyên là không nên đụng vào thì cũng đúng. Nhưng không phải vì thế mà mình đồng ý rằng là nghề trading nó không tạo ra giá trị. Bởi như mình chính bản thân năm nay là năm thứ 10, thì với cái nghề này, bằng cách này, bằng cách khác, đến bây giờ mình đã tạo ra được thu nhập cho chính bản thân mình và gia đình. Thì cái đấy là mình thấy là mình đã bớt ăn hại hơn cho xã hội rồi đấy, đã tạo một phần giá trị rồi đấy. Đấy, nên là các anh chị và các bạn, nếu như có ai nghe được ý kiến này thì mọi người vui lòng là giúp mình là like và share thật nhiều cái clip này để cho là nhiều người hơn nữa biết đến. Và nếu có thể thì bạn KOL kia, bạn ấy cũng sẽ có một cái nhìn nó thoáng hơn về nghề trading và tập trung vào cái giá trị là bản thân con người. Tức là dù là bất kể nghề nào thì nó cũng là con người là quan trọng nhất. Con người có làm được hay không thì nó mới quyết định được cái giá trị của cái ngành, cái nghề đó. Tất nhiên là phải là hợp pháp, hợp lý, hợp tình, và tốt nhất là cái việc làm của chúng ta không hại cho một người nào khác, không gây hại cho một ai đó, không gây hại cho xã hội thì là ok nha các bạn. Clip của mình ngày hôm nay xin dừng lại tại đây thôi. Và hôm nay thì mình không có chuẩn bị kịch bản gì cả. Khi mình nghe đến cái ý kiến của bạn đấy thì mình ngồi ở đây trước máy quay và mình chia sẻ với anh chị và các bạn luôn. Hai cái góc độ như vậy, một là cái lịch sử phát triển của nghề, nó là tất yếu rồi. Cho đến bây giờ nó đã tồn tại, nó đã tất yếu rồi. Nó không có thể là loại bỏ nó đi được. Cái điều thứ hai nữa là giá trị hay không, tạo được giá trị hay không là do con người. Đó, mình chỉ muốn nhấn mạnh về thôi. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Chúc mọi người là càng ngày càng hoàn thiện kiến thức về kinh tế, kỹ năng về đầu tư. Thậm chí là nếu bạn nào trading thì hoàn thiện về cái kỹ năng về trading nữa. Chúc mọi người giao dịch thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip tiếp theo.